Hello và xin chào tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui khi gặp mọi người trong video này. Mình là bản đồ, đó chính là đảo kho báu. Và đảo kho báu thì anh em biết rồi ạ, đó chính là được rất là nhiều trang bị nhá. Và đặc biệt đó chính là Neko nữa, khá nhiều Neko trong một game. Thì để xem ở trong cái map này mình sẽ có thể làm được những cái gọi là lấy trang bị gì, có thể x3 món đồ không. Anh em cùng theo dõi nhá. Mình lấy cho mình đó chính là một cái trang bị triệu quá khổ trên Mafia rồi. Game này thì mình sẽ làm về kiểu ba mũ thủy cho một con tướng nhá. Và anh em biết rồi, tất cả những con tướng dùng skill ấy thì cầm ba mũ đều mạnh hết, tất cả nhá, không trừ kể con Mafia này. Mafia cầm ba mũ thủy cũng mạnh, cũng khỏe, không riêng gì những con tướng khác. Nhưng mà để kiếm được ba mũ thì điều đấy nó không phải là bình thường, nó hơi khó, nó phải kiểu hơi chai hát một chút. Ok, vẫn chưa thấy trượng có khổ đâu, nó vẫn là chỉ những món đồ nhỏ thôi. Một cái đai máu nữa, thiếu khá nhiều nhở, kiểu trang bị ra nó kiểu nó không được đẹp cho lắm nha. Thường thường mình chơi map này trang bị đẹp lắm, đẹp cực luôn. Ô, có thêm nữa này, có thêm khá nhiều tướng, nhưng tí nữa mình sẽ lọc tướng mình và bán đi mọi người nhá. Lọc một chút rồi mình sẽ bán đi, chứ không thể để nhiều này được, để nhiều này nhìn hơi vướng ấy. Có này anh em, thế là đã có một cái trượng có khổ nhá, chúng ta đã có một cái mũ phù thủy rồi. Ok, mũ phù thủy luôn, mình sẽ cho xay ra mọi người nhá, xay ra hay sao mũ phù thủy luôn để cho nó có sức mạnh tối thượng. Hôm nay thì đang có Gravest, Twitch Freak và Kama. Ba con tướng không liên quan đến nhau cả, vậy nên là chắc chắn mình sẽ chiến thắng rồi. Con xây ra cầm u thủy thì anh em biết rồi, lượng tốc đánh của nó quá cao, cao cực. Tốc đánh của xây ra nhá, cực kỳ mạnh luôn anh em ạ. Khi kết hợp ba u thủy thì xây ra nó bắn một cách gọi là mình không thể đếm được cái đòn đánh của nó luôn, cực nhanh, nhanh nhanh một cách đáng sợ luôn ạ. Ok, xay ra này, khả năng xay ra lên 3 sao quá, có vẻ như kiểu là con xay ra này nó ra rất nhiều đây, không chỉ riêng mình mọi người nhá, tất cả những ông trên bản đồ này thì con xay ra ra rất là nhiều. Chắc là bọn ông này không lấy, không bích nên là con xay ra nó sẽ xuất hiện qua bên khu của mình kiểu thế mọi người ạ. Đa số 2 sao à. Ok, phát này mình sẽ thua một cách đẹp đẽ rồi, thua để lấy trang bị nhá. Rồi 94 máu à. Ok, muốn có mũ thủy trượng có khổ nhiều thì chúng ta phải bán máu thôi, bán máu lấy đồ thôi, chứ không bán máu thì cũng chẳng ai cho không ai cái gì cả. Một slot nữa này, nhưng mà giờ trong một slot nó vào thì mình sẽ sợ sẽ thắng mất đó, mình sợ sẽ win mất, lượng máu cao quá khó thể lấy đồ.
Darius này, Nocturne này. Chết rồi, khả năng này cao mình sẽ thắng rồi. Xin một lần được thua, xin được thua đi mà. Ôi, thật xong rồi. Mình thắng mất rồi. Có rắn nhá. Nhưng mà con rắn này thì cầm chữ khổ thì thực sự nhìn sơ sơ qua là rất là nhiều anh em thích đó. Nhưng điều anh em cần trang bị này đó. Vậy nên mình sẽ mất thôi. Đây, ông này lấy rồi. Ok, chúng ta đã gọi là do không fit fit máu không thành công rồi nhá. Bán máu không thành công nên là cũng không có trang bị rồi. Khá là toang. Vậy là chúng ta đã mất đi một phần cơ hội để có thể kiếm ma mũ thủy ở đó. Một phần cơ hội rồi. Mình sẽ cho hai xây ra một luôn nhá. Thắng hay thắng thua cũng chẳng quan trọng. Khởi đầu của mình thì mình không quan trọng thắng thua nhiều. Quan trọng là ăn phút cuối thôi mọi người. Quan trọng ăn phút cuối thôi. Còn khởi đầu thì sao cũng được nhá. Phụp 88 máu. Mình đang khá là đói bụng. Uầy, 50 vàng em ạ. Chúng ta có 50 vàng lợi tức ở round 2.7 nhá. Khá là thành công rồi đó. Với cái số lượng vàng này mình có thể, nếu mà ý, anh em mà kiểu dùng tất cả lượng lợi tức ấy từ giờ trở đi ý, mà run ở up cấp ấy, thì đến tầm round 5.2 là anh em sẽ up level 9 cực kỳ sớm. Còn nếu không em chưa không tạc ấy thì thường thường là round là chính là tầm 4.6, 4.7 up level 9 nhá. Khi mà đạt lợi tức ở 2.7 50 vàng này này. Do khởi đầu của mình cũng có là chính là một chút nhân phẩm ấy, ra rất nhiều tướng ấy, ra rất nhiều vàng, vậy nên là mình sẽ có nhiều vàng hơn những người khác khá nhiều. Một cái deco và một bệ ép cũng cả một áo trong bạc luôn. Khá hot. To protect your soul.
took a swing at a wrecking ball, and I prayed for my downfall, and I found a way to reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end it's all the same, all you can do is play the game. Ồ, 3.2. Hôm nay thì đang có AC 2 sao xây ra cùng cùng Dao. Mình nghĩ là cùng Dao này nên cho con AC thì ngon hơn. Ở với cả hôm nay có một cái ăn một cái một cáo một cái sâu gì ở ngoài này, một cái sâu gì ở ngoài nữa này. Nếu mà kết hợp là AC cuộc Dao sâu gym thì tôi nghĩ ông này rất là bá đạo luôn đấy, trang bị rất là đẹp. Mình sẽ tích vàng nha, để thôi tầm 500 vàng rồi mình sẽ ron. Ron kiếm xây ra 3 dao nha, dùng 500 vàng ron xây ra 3 dao. Nghe là thú vị không ạ? Rồi, nâng cấp một chút nào. 56 vàng. Thua sấp mặt. Thua có lý do để thua mọi người nhá. Thua phải có lý do để thua. Lý do mình để thua đó chính là để lấy triệu hóa khổ. Để xem nào, có triệu hóa khổ không. Wow, có một triệu hóa khổ đến từ vị trí của Mordekaiser mọi người ơi. Mordekaiser ạ. Ok, chúng ta đã có thêm một cái triệu hóa khổ nhá. Dần dần thì những trang bị sẽ về tay của mình thôi. Sớm thôi, các bạn sớm hay muộn thôi. You and me are born of regularities, living all the dreams, playing all the games, and getting high on love. They can chase us down, but we will always win. Leading every dance, feeling every touch, and getting high on love. We're invincible.
Let's escape the gray and let the colors rain. Turn the shit we do and our words into. Level 7 và 72 vàng, mình slot một chút nhá. Darius này, slot một chút xem có gì không. Xây ra này. Guna không lấy nhá. Ui, gánh một lăng anh em ạ. Gánh một lăng à. Ok, vậy thì mình sẽ lấy Neko cho nó lên 2 sao luôn nhá. Cấp lăng 2 sao ở round 4.1. Mình nghĩ là rất là mạnh. Mà mình đang có cho mình đó chính là cái trượng có khổ nữa chứ. Một cái vũ của thủy và một cái trượng có khổ nữa thì tôi nghĩ rằng là cái sát thương của Gamma Lang ở lúc giai đoạn này thì một R chắc clear cả map luôn. Ok, mình sẽ cho Gamma Lang 2 sao luôn ạ. Gamma Lang 2 sao ra 4.1 thì cũng khá là nhân phẩm. Bởi vì mình có hai sâu giữa hai cái Nico ấy, vậy nên là dễ dàng có thể lên được Gamma Lang 2 sao thôi, thì sớm thôi. Ok. Rồi một chút nào, Threat à. Mình sẽ thay đổi nhá, cho thay đổi luôn. Chúng ta sẽ có Gamma Lang vũ phù thủy rồi. Mình sẽ cố gắng kiếm vũ phù thủy cho nhá, cho con Gamma Lang. Với cả cái hệ không tặc từ đầu này ấy. Không đặt từ đầu này thì mọi người nên biết rồi là nó sẽ trang bị đồ rất là nhiều. Nhưng bây giờ mình đang thiếu một con Gravet nữa. Thiếu Gravet, đa đất, ôi có cái Gravet luôn. Mình sẽ thay đổi một lần nhá. Thiếu gì nhỉ? À, Jesse, ok, chúng ta có 4 không tặc từ round 4.2. Vậy thì khả năng game này thì mình sẽ có 1 tấn đồ. 1 tấn đồ là có thật. Mọi anh em này xem nào, nó nổ này. Ôi, ngu rồi. Nổ xong đi lên trên nên chịu rồi. Chịu. Phát đấy mà ông Gamma Lang mà không đi lên ấy, không đi nhích lên ấy thì một phát đấy phải clear cực mạnh rồi. Mà ông Gamma Lang lại kiểu đi nhích xuống làm cho kiểu cái sát thương cái vòng tròn của cái đó nó sẽ bị giảm đi. Khá nhiều. Ok, cái AC cầm 3 sâu riêng em nhá. Khả năng có luôn đấy. Bởi vì chơi không tặc mà, đồ ra rất nhiều. Không thiếu đồ để chơi luôn. Ui, em này giờ hin này. Zin chất lượng quá nhở. Giờ hin đồ này. Giáp hồi sinh, cung xanh với cả một cái... Ui, đồ kìa anh em. Trang bị rơi kìa. Rất là ngon. Ở cái phiên bản này thì 33% mọi người nhá. Không đạt được bút 33% cái gọi là trang bị rơi đồ. Khả năng rơi đồ. Còn Gamma Lang thì bị nép cực mạnh. Gamma Lang bị nép cực mạnh rồi. Ui dồi ôi, Gamma Lang cầm cái luôn cái cả cái trang bị thìa luôn. Đúng rồi, ông lấy đi. Ông mà không lấy là tôi không kìm hãm được cái sự thìa đâu. Tôi là dân chơi thìa mà. Nên mình sẽ lấy cái trượng có khổ nhá. Còn đấy mà ông này không lấy trang bị thìa thì khả năng mình sẽ lấy cao đấy. Bởi vì tôi lấy thìa tôi sẽ lấy thôi. Chắc chắn. Ok, mình sẽ bán con này đi và cho Gamma Lang một cái trượng có khổ nữa. Và chúng ta đã có Gamma Lang, hai mũ phù thủy. Sức mạnh phải nói là bá đạo, cực kỳ luôn ở giai đoạn đầu này. Just
Boom. Ôi ôi. Cái gì vậy? Tôi chưa kịp nhìn gì à? Mạnh vãi trưởng. Anh em có thấy không ạ? Đấy chính là cái gọi là sức mạnh của rất là nhiều anh em đang binh rồi đấy. Rất là nhiều anh em đang binh rồi. Những tiếng binh đến từ anh em rồi. Vì rất là khó hiểu đúng không? Tại sao tôi từ sớm nó có rank bằng 2 sao của 2 mũ này thì ông nào mà cứ đỡ cho nổi được? Không nào có thể đỡ nổi lượng sát thương này, mà trang bị anh em ạ, trang bị rất nhiều. Trang bị của nó là vô đối luôn ạ. Game này thì sẽ cố gắng kiếm là chính là một con vị tướng gặp bằng 3 sao của nhá. Gặp bằng 3 sao trong game này thì mình nghĩ là mình sẽ khá là có thể. Để xem có bên này có ông nào chơi. À ông này đa ớt đồ Tố Hải ấy nhở. Đa ớt đồ hơi bị Tố Hải nhở. Rồi. Ok anh em nhá, nhìn này, nhìn ảo thuật ra. Ảo thuật ra gặp bằng lăng nè. Ảo thuật ra gặp bằng lăng nha anh em. Gặp bằng lăng chỉ làm một lần thôi. Chỉ làm một lần thôi. Vâng. Chỉ một lần thôi. Game là dễ mọi người ơi. Ok luôn, game là dễ ạ. Thúy My. Bây giờ thì 72 máu. Anh em còn ok đấy mọi người ạ. Mình sẽ cố gắng lên level 9 sớm nhất có thể nhá. Nói chung là nhờ lăng găng lăng mình comeback khá là mạnh. Bây giờ thì mình cần đang cần thêm một cái trang bị nữa. Đó chính là một cái chuyện khổ nữa là mình sẽ có. Đó chính là 3 mũ thủy của nhá. 3 mũ thủy cùng 3 sâu zin này. Thấy rằng là bây giờ thì mình sẽ cố gắng nhá. Nhân phẩm thôi, nhân phẩm ra một cái con găng bọc thạch, một cái trượng có khổ nữa thì mình sẽ có combo hoàn hảo hơn. Nếu mà ở round này mà không ra trượng có khổ thì mình cũng không sao, bởi vì là mình đang chơi không tặc nên là đồ rất là nhiều. Có thì càng tốt thôi. Vậy là không có. Ok. Còn một bọc cuối cùng nhưng mà mình sẽ để nó. Rồi không có mọi người nhá. Chúng ta đang có rất là nhiều trang bị, đó chính là găng đấu tập ở trên đây. Vậy thì mình khả năng mình sẽ lắp cho nó chính là kiểu là một cái áo choàng tĩnh lặng đi. Hai áo choàng tĩnh lặng cũng được ha. Áo choàng tĩnh lặng này. Cho con người ta vét một cái nhá. Rồi cho thêm con này một cái nữa, mỗi con một góc. Cho xin thông nữa, tí nữa nếu mà random ra một cái giáp lưới thì mình sẽ cho luôn. Cho luôn nhá. Cho luôn con xin thông một cái áo choàng tĩnh lặng nữa là 3 cái. Ông lại cũng có áo choàng tĩnh lặng à? Nhưng mà anh em nhìn phát này này, các bạn đang... Ôi, lại đi rồi. Con Riven anh em ạ, Riven đến giờ nó phá ngăn cả. À được rồi, ok, đi lên. Một phát anh em này, anh em nhìn nhá. Ui. Có luôn chịu có khổ luôn. Ok. Vậy là mình sẽ có đó chính là các bạn đang 3 mũ phù thủy. Rồi, run một chút nào, run một chút kiếm căng một lăng đi, mình đang ở level 9 rồi. Ok, mình rất là mạnh rồi, ông này thành lốc ai đấy? Mick! Ui, anh em nhìn nhá. Anh em nhìn này, tôi chỉ gọi là ông găng bằng lăng chỉ làm một lần thôi. Làm một lần thôi. Làm một lần thôi. Vâng. Boom. Wow. Vai trưởng. Ơ. Hình như bạn ảo này không ra rơi đồ mọi người ạ. Gặp bạn ảo không rơi đồ à? Không có trang bị đốt ra nhở. Đồ nhiều quá mọi người ơi. Nhặt không hết ạ. Bây giờ thì hy vọng nó nhân phẩm ra găng bằng lăng thôi mọi người. Mình hy vọng là sẽ ra găng bằng lăng nhiều nhá. Bởi vì cái Neko của mình xài ấy, nó không liên quan gì đến cái gọi là con găng bằng lăng chính cả. Mọi người hiểu không? Là cái Neko bây giờ ấy, nó sử dụng ấy, sử dụng Neko bây giờ là nó chỉ liên quan đến gọi là cái đấy thôi. Cái cho Lulu mọi người nhớ. Nó chỉ liên quan đến gọi là cái tướng ảo thôi, chứ nó không phải là ví dụ giờ mình dùng Neko ấy nó không liên quan đến gọi là cái bể tướng nữa, mà chỉ liên quan đến tướng ảo thôi mọi người nhớ. Rồi ok. Anh em khá là khỏe đấy. Nhưng mà gặp gamma lăng của mình thì cũng tắt điện thôi. Tắt điện sớm hay là muộn thôi. Nói chung là cứ tắt điện mọi người ạ. Ai à? Kể cả nhá, cho ông luôn, cho ông gọi là áo choàng tĩnh lặng luôn, tôi cũng không phải quan trọng nhá. Bởi vì cái tầm của gamma lăng bây giờ cái tầm tầm thế giới rồi, không phải tầm bình thường nữa. Boom. Vai trưởng. Bổ tôi hả? Ông bổ tôi hả?
Ông bổ tôi rồi sao? Rồi sao nữa? Rồi sao nữa hả? Tấn công nhanh mình không lấy nhá. Lulu à? Cứ cập tạm cũng được. Có Lulu mũ thủy luôn mọi người. Có Lulu mũ thủy luôn nha. Bây giờ mình lấy Lulu là Lulu mình sẽ lên 2 sao và cái mũ thủy sẽ bay ra. Có thể game này mình sẽ cố gắng làm 6 mũ thủy cũng được ha. Làm một game 6 mũ đi. Mỗi con 3 mũ kiểu thế. Đấy gọi là nhân phẩm, gọi là super tối thượng luôn chứ không phải sản phẩm bình thường nữa. Nếu như mình có thể làm được kiểu là mỗi con cầm 3 mũ nhá, hai con ngàm lăng cầm 3 mũ. What the fuck luôn đúng không? Có thể điều đấy anh em chưa thấy bao giờ đâu. Ok này. Xin thông à. Mình sẽ không mua tướng nào nữa nhá, chỉ mua găng bằng lăng thôi. Rồi ok, có găng bằng lăng này anh em, nâng cấp này, lấy luôn nhá. Đấy. Chỉ mua găng bằng lăng thôi. Còn lại những tướng ở ngoài mình sẽ không lấy cái con gì nữa. Ông này là 7, ông này trọng Kevin này, trọng Kevin là Sako, hai sâu gym với cả một bộ kiếm. Thủy Anh K6. Kệ thôi, anh em cho lốc gì lốc thôi, mình chẳng quan trọng nhá. Bởi vì giờ đội hình quá bá đạo rồi. Thúy My à, ok Thúy My chưa kiếm khách đây. Có vẻ lần này thì mình sẽ cho Thúy My đi về thế giới bên kia. Tạm biệt Thúy My nhá. Mai em vào lớp 1 rồi. Ok trang bị à, không lấy chỗ khổ đâu. Mình đang cần chỗ khổ nhá. Mới bây giờ mới chỉ một con mọi người. Mình phải cần thêm nhiều nữa. Ui Lulu này nhiều thế nhở. Lù tính hấp diêm tôi à. Sen 3. Anh em có vẻ khá là yếu đuối rồi. Khá là yếu đuối mọi người ơi. Ông giờ hin này anh em. Giờ hin này có vẻ chất lượng đấy. Giờ hình kiểu đồ chất lượng ông gặp luôn mọi người ạ. Ông này có Ugot này, level 9 rồi. Thì để xem nào. Riven hộ vệ nữa. Nhưng mà gặp ông găng bằng lăng của mình thì chắc cũng chỉ 1R thôi, không đến R thứ 2 mọi người ạ. Ui vai trường ạ, sát thương kìa. Thực sự là quá bá đạo, quá bá đạo, quá đã mọi người ơi, đã thật. Nhìn sát thương nó nổ mà. Ui, ông này có hai cái chỗ khổ cũng lắp luôn đấy. Phí nhở. Không lắp cho tôi ông ơi. Để hơi phí đấy. Lãng phí của trời đi nhở. You on the line. Wow, trang bị à, không có chịu có khổ anh em ơi. Tiếc ghê à. Hẳn nếu mà có một cái mũ thủy ở trọn vẹn ở đấy thì ngon. Thì fail này, ông này thì đang có định run đến Master Z 3 sao. Ông này chỉ còn có khoảng tầm 3 con Master Z, 2 con Master Z nữa rồi, up 3 này. Ông trọng carry này thì đồ cũng khá đẹp. Game này khá nhiều anh em chưa kiếm khách mà nên là cạnh nhau rất là nhiều á, nên ảnh hưởng một chút gọi là nền gọi là list tướng ha. Để chịu cái cốc quỷ này mình sẽ cho Darius nha. Mở rộng luôn à? Ok, nâng cấp thôi. Rồi, ok. Cứ thế thôi. Từ từ là sẽ lên đỉnh đúng không mọi người? Không có gì phải vội à? Mình không đua với ai cả nên mình không vội nhá. Mọi chuyện đang diễn ra rất là tốt đẹp. Thì việc gì bây giờ mình chỉ cần thả lỏng đội hình thôi. Cũng không quan trọng là phải thế nào thế nọ thế kia là thế trai đâu. Cứ thế thôi. Găng bằng lăng bây giờ là sát thương của nó tận 2700 sát thương cơ. Cực kỳ mạnh. Mạnh cực anh em ạ. Do mình có găng bằng lăng từ sớm quá mà. Găng bằng lăng từ quá sớm luôn. Ra 4.1 mình có găng bằng lăng 2 sao rồi. Ui đồ kìa. Chịu quá khổ ông ơi. Tôi cần chịu quá khổ. Tôi cần chịu quá khổ. Ok sâu gì rất nhiều anh em ạ. Nãy giờ chúng ta đang có đó chính là super cặp. Khả năng mình có sẽ gọi là một cặp sâu zin luôn anh em ạ. Găng bằng lăng này. Chúng ta đang có ok
Tự nhiên mạnh, mình mạnh quá rồi mọi người, mình sẽ... Ok, từ từ đã. Mình mạnh quá rồi. Mình sợ, ôi, mắt thứ 3 sao à. Mình sẽ bỏ ra một chút nhá, cho nó yếu yếu một chút đi ha. Mình mạnh quá. Coi như kiểu cho mấy ông này một cơ hội đi. Này, ông 26 máu này. Cho một cơ hội. Ôi chết rồi, cơ hội này hơi to ạ. Chết rồi. Phát này mình trừ hơi nhiều máu anh em ạ. Bao nhiêu máu? 24 máu ạ. Ôi ôi, căng thế. 24 máu, 26 máu. Ok, round sau mình sẽ gặp một ông khác. Ông đỡ trung đôi này, ok. Sẽ bỏ đội hình chính vào. Găng bờ lăng, găng bờ lăng. Không xuất hiện nhờ. Hơi nhiều áo choàng tính lặng đấy. 1, 2, 3, 4. 4 áo choàng tính lặng mọi người ạ. Đây, đỡ trung đôi. Khả năng bây giờ mình gặp bản thật của ông đỡ trung đôi này. Tĩnh lặng, gọi là câm lặng hết luôn. Ok. Ông này thì gặp bản real của ông đỡ trung đôi. Mình gặp bản ảo. Boom. Nhẹ nhàng tình cảm mọi người ạ. Nhàng tình cảm thôi, đời chúng đôi, 16 máu, ok, tạm biệt ông nhá. Ui, hôm nay còn 10 máu rồi à? Rồi. Có mũ thủy mọi người, có mũ thủy nhá. Mình sẽ run luôn nhá anh em, mình sẽ run luôn nhá. Mình sẽ run luôn. Ok, chắc là chúng chỉ kết thúc tại đây thôi mọi người ơi. Mình không có duyên có thể úp được con 3 sao rồi. Không ra lắm mọi người ạ. Không ra thêm con nào nữa. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Anh em xem video ủng hộ mình đăng ký kênh và một like video mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Chào mọi người và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Bye bye.